Dạ vì hôm nay thì tình cờ gặp cô trên cái phòng bánh thì không biết tình cờ nào là cô biết tới biết ba cô. Tại vì cô có người chị học Dạ. mà giới thiệu đã học ở đây rồi mới giới Dạ. thiệu cô đi học, Dạ. thì cô đến đây thì cũng y như là người chị nói, Dạ. từ cô cho tính nhân viên đều vui vẻ và Dạ. dạ rất là tận tình. Thì kể từ bữa nay đi ha, nếu mà cô có dịp cô cũng giới thiệu nhiều người, tại Dạ. vì cô có rất cảm tình. Lần đầu tiên tới đây là cô đã có cảm tình rồi, Dạ. đầu tiên rồi qua sự giới thiệu Dạ. cô chưa có tiếp xúc thì cô còn bỡ ngỡ, Dạ. nhưng mà đến đây thì coi như là cái sự giới thiệu là đúng sự thật, Dạ. và cô còn muốn giới thiệu nhiều người đến đây học nữa. Dạ. Rồi không biết là cái buổi học hôm nay là cô thấy như thế nào, cái quy trình làm của mình nó có hài lòng không cô? Cô thấy rất là vui, coi như hài lòng, Dạ. coi như cô cũng đã đạt được cái ước mơ của mình là thích làm bánh đó. Giờ Dạ. đến chỗ này nữa là cô thấy đúng chỗ. Dạ. Là cái buổi sáng là mình học gồm những cái gì mình. Buổi sáng thì cô dạy cô thắng nước đường, Dạ. rồi xong á, rồi buổi chiều thì dạy nắn bánh, Dạ. Đóng đóng bánh, bánh. đóng Dạ. bánh, đóng bánh, rồi bắt đầu nướng. Dạ. Rồi. Con có nghe cô nói là sẽ chia nhỏ ra những cái buổi học để giúp mình có thể tiếp thu được nó trọn vẹn hơn. Tránh trường hợp là mình dạy cho hết buổi thì khi đó thì cái buổi học nó xong nhưng con cái thì chất lượng đào tạo nó không có tốt. Thành ra là cô thấy vậy có hợp lý không ạ? Vậy với cô thích chứ, dạy Dạ. từ từ nó chi tiết hay hơn con dạy một lần một, Dạ tại dạ. vì lâu dài mà. Dạ dạ. Nếu con dạy nhanh quá thì coi như là những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ đó Dạ. mình chưa Không không biết, có thể nói hết không được. thể nói hết Dạ. được. Cô thấy vậy cũng hay chứ, Dạ chứ hơn dạ. nữa dành cho mấy người lớn tuổi gì là hay, Dạ dạ. chia ra từng cái lớn tuổi thì nó cũng chậm chạp. Dạ. Cô thấy gì cô này hay chứ, Dạ. coi như là cô ước nó đầu tiên là cô thấy từ cô với con rồi cô hài lòng chứ. Dạ. Vì qua đây thì con cũng xin chúc cô Thủy là thật nhiều sức khỏe. Dạ, về nhà thì có thể là làm được nhiều món bánh và thành công hơn nữa. Dạ, chúc con.